Show Hải Phòng 2023. Thiết kế huyền trương với tông hồng ấn tượng và đặc sắc, Vũ Hoàng Bảo Ngân là một cô bé đã xuất hiện đầu tiên trong đêm nay trong trang phục của nhà thiết kế Huyền. Thank you.
Chúng ta đang cùng theo dõi phần chỉ diễn của Minh Hân trong trang phục đậm dấu ấn thương hiệu Quỳnh Anh Music. Chúng ta cùng theo dõi phần chỉ diễn của Bảo Trâm trong trang phục đậm dấu ấn. We'll be right back.
xuất hiện của cô Hoa Mai. Thank you.